Ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video 1080 giữa cái con G8S và con 12 Pro. Đây, các bác có thể thấy này. Ở trên cái điện thoại thì cái con G8S nó chống cũng rất là tốt. Không biết là khi ghép lại thì thế nào. Đó. Dạ, có cơ động các bạn. Đó. Đây có một bông hoa màu tím này, thì các bạn có thể thấy nè. Cái trên cái màn hình ấy thì cái con iPhone 12 nó cho cái màu nó thật nó giống với cái thực tế nhất các bạn. Con G8S thì nó hơi bị rực hơn. Đó. Okay. Bây giờ em chạy tí nhá, xem thế nào, xem tổng dung của hai con thế nào nhé. Chạy nào. Đây. Đó. Ok. À, năm nay xài sai quá nhỉ? À. May ra thì năm nay được nhiều đấy. Vâng, cháu thấy chỗ nào cũng sai ấy. À. À, ok. Đang ở quê các bạn. À, đi vào đây xem có cái gì hay ho nào. Đây, đây có bông hoa đây. Đó, các bác có thể thấy. Rồi, ok, thế thôi. Ok, em sẽ thử chuyển sang cam trước nhé. Ok các bác, thì đây là cái video bằng cam trước giữa con G8S và con 12 Pro nhé. Đây các bạn thấy này. Và cho các bác xem cái cây xoài này. Đây là video ban ngày nhé. Thực ra thì bây giờ cũng đang là gần gần tối rồi. Ok. À, thử chạy tí xem thế nào nhé. Chạy thôi. Bỏ quá các bạn. Rồi, đây đây có mấy bông hoa đẹp phết các bạn. Đó, thấy không? Rồi. Rồi, ok, xin chào các bác. Rồi ok các bác. Thì đây là cái clip giữa con G8S và cái con iPhone 12 Pro. Thì đây các bác có thể thấy là cái màu sắc của con 12 nó cho ra nó còn giữ lại được một chút cái màu hồng của cái bông hoa ở trên cây ấy. Cái con G8S thì nó hơi khó nhìn. Đó. Đây các bác có thể thấy này, ta đấy chỗ này cho nó chi tiết hơn. Đây. Đó, công nhận là cái con 12 Pro thì nó bá đạo hơn rất là nhiều. Ở đây các bác có thể thấy là cái bị khúc xạ ánh sáng này, đó. Con 12 cũng bị. Rồi. À, cái vấn đề này thì em nghĩ là cái kính do cái kính camera thôi. Đó, em đang đi bộ bình thường thôi. Đây, quay mấy cái cây nó tối tí xem nó thế nào. Đây. Cái khoảng chỗ này nó hơi tối các bạn, rất là khó nhìn với các màu sắc. Đây. Đây cái quả cà ghém này nó màu hơi hơi vàng vàng. Đó. Rồi. Em sẽ chạy lại kia một tí xem cái bông hoa màu hồng kia nhá. Rồi ok, chạy lại nào. 1 2 3. Chạy nào. Rồi, cho ta lại xem lại cái bông hoa lúc nãy. Đây. Đó.
cái bông hoa này thì em thấy là cái màu sắc của cái con G8 nó hơi bị đẩy, G8S nó hơi bị đẩy lên một chút xíu. Cái con 12 thì nó đúng màu hơn một chút. Mình sẽ lại cái bông hoa màu đỏ này xem thế nào. Ở đây các bác, đây là cái bông hoa màu đỏ. Đó. Rồi, ok. Rồi, ok các bác. Ok, chuyển sang cam trước nhá. Rồi ok các bác, thì đây là cái video và cam trước giữa con G8S và cái con 12 Pro. Đây các bác có thể thấy này, em cũng so sánh lại gần một chút nữa xem thế nào nhé. Đây, đứng chỗ này. Đó, các bác có thể thấy là khi mà lại gần, khoảng cách gần một chút thì cái con 12 vẫn cho cái chi tiết nó tốt hơn. Đó. À, điều này thì khỏi bàn rồi. Đây sẽ thử cái độ chi tiết của cái cây này xem thế nào nhé. Đây. Đó, các bạn thấy không? Ồ, đấy. Hai cái đèn này. Đó. Rồi. Đúng là sự so sánh này thì nó hơi khập khiễng, nhưng mà cứ so sánh cho các bác xem thôi. Nhiều bác sẽ bảo là không có gì để so sánh hay sao, phải lấy cái V60 ra chẳng hạn. Nhưng mà hiện tại thì em không có con V60 ở đây, nên là các bác thông cảm nhé. Đây, ui rồi. So với con G8 thì con G8S nó cũng ngon hơn. Bây giờ so con iPhone 12 thì con iPhone 12 này ngon hơn rất là nhiều. Rồi ok, thế thôi các bạn, thế là đủ hiểu rồi.